Ok, hello chào anh em, mình là Bảo Nam đây. Tiếp tục đến con game MUSS6.vn. Hôm nay mình sẽ ép cái set đồ này lên dòng tím 380 mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ ép lên dòng tím 380. Nguyên liệu thì mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Đấy. Ta cần một viên đá hộ mệnh và một viên đá tạo hóa và đến máy trao quay thôi. Bây giờ mình sẽ đi giải nén ngọc mọi người nhá. Ép full set này luôn. Đấy. Đấy của mình cũng gần full rồi. Có khi mai đầu tư thêm ít tiền để mà cho nó full luôn. Giờ mình sẽ đi giải nén ngọc này, đá hộ mệnh này. 1. Đá hộ mệnh này, đá tạo hóa này. Từ ấy cho đang làm cái này. Ta về Noria mọi người nhá. Noria, ta về đây sao nó đi chậm thế anh em. Rồi. Rồi ta kết hợp dòng 380 mọi người nhá. Đây. Tính năng đặc biệt và tính năng item 380. Set cấp 2 này là set đồ 380 mọi người nhá. Ok, cho một cái món đồ 380 vào này. Cho một viên đá tạo hóa này. Một viên đá hộ mệnh, tỷ lệ thành công là 70% anh em ạ. Hợp luôn nhá. Hợp luôn này. 1 1, anh em đợi chút. 2 này, 3 phát là vật. 1 2 3, phật. Ôi xịt 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 rồi anh em ạ, xịt rồi, một phát xịt này. Tiếp tục anh em nhá, tiếp tục, hy vọng là sẽ lên. Lần này thì mình sẽ phật luôn nhá. Phật luôn, không cần phải căn kiếc làm gì nữa. Phật luôn. Phật. Ôi. Chị 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 chị. Tiếp tục anh em nha. Tiếp tục tiếp tục. Khó phết đấy. Cho một món trang bị vào này. Một viên này và một viên này. Đấy, tỷ lệ thành công là 70%. 70% mà hai phát xịt rồi. Rụt nhá mọi người nhá. Phật. Ôi, thành công, thành công thì sao anh ạ? Thành công rồi, tuyệt vời. Quá tuyệt vời, được một món rồi mọi người nhá. Đấy, tăng HP 200 và khả năng tránh đòn cộng 10. Cực kỳ ngon luôn đấy. Quá tuyệt vời anh ạ, một món rồi. Được một món rồi mọi người ạ. Mình sẽ cộng món này lên mắc 7 luôn này. 4 này. 5. 6 này. 7. Ôi, tịch 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 tịch. Thịt rồi anh em ạ. Thịt rồi anh em ạ. Thôi tí nữa mình sẽ cộng sau. Trước tiên là ta cứ ép dòng vàng cái sửa đã. Đến lượt cái quần mọi người nhá. Cái quần đây. Tỷ lệ vẫn là 70% anh em nhá. Rượt luôn. Lên không. Thất bại rồi, thất bại rồi. Chịt rồi anh em ạ. Tiếp tục phát nữa. Hy vọng bấy nhiêu ngọc là sẽ đủ. Tỷ lệ thành công vẫn là 70%. Phật luôn này. Phật. Đấy, tuyệt vời, lên rồi anh em ạ. Lên rồi. Đấy. Đây là lực phòng thủ và khả năng tránh đòn 10 cộng 10. Có khi lấy cái dòng này ngon hơn anh em ạ. Dòng tăng lượng HP này, 200 này. Đây là tăng lực phòng thủ. Để tí nữa mình xem coi nhá. Tiếp tục cái kết hợp tính năng 380. Đấy, đến được cái áo này. Phật luôn, khỏi phải căn kia, căn nó cũng xịt mà. Lên không. Lên không. Tuyệt vời anh em ạ. Lên rồi, lên rồi. Đây là gì đây? Tự phục hồi SD anh em ạ. Tự phục hồi SD. Có khi mình phải kiếm một set tăng lượng HP 200 anh em ạ. Mình sẽ kiếm cái tăng lượng HP 200 đây, ra dòng ngẫu nhiên này. Cái dòng đầu tiên ra dòng ngẫu nhiên anh em ạ. Tiếp tục cái mù này anh em nhá. Tiếp tục cái chân này. 1, 2. Cái chân. Tuyệt luôn. Lên luôn, lên luôn. Tăng lượng SD cộng 700 anh em ạ.
năng lượng SD cộng 700. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Còn cái mũ nữa thôi là ta úp được set 380 có dòng tím rồi. 1 này, 2 này, gượt luôn. Có cần phải canh cái gì hết đấy anh em thấy chưa? Xịt luôn nhá. Xịt. Xịt rồi. Tiếp tục anh em nhá. Cần gì đấy? Đấy, cái dòng kết hợp dòng 380 cơ mà mình lại kết hợp thường. Đây. Vẫn cứ là 70%. Tăng lượng phục hồi SD 20 cộng cộng 20% anh em này. Lên không? Thịt luôn anh em ạ. Thịt luôn. Đấy anh em, em đặt cái món đồ này vào là biết là nó sẽ cộng được cái gì này. Đấy, ví dụ một món một cái này. Tăng lượng phục hồi SD cộng 20 này, khả năng tránh đòn cộng 10 này. Đấy, anh em thấy chưa? Tỷ lệ thành công là 70%. Thành công không? Rụt luôn. Ôi, xịt anh em ạ. Ok, mình sẽ tiếp tục nhá. Mình sang Everland, mình giải nén ngọc cái. Đây, tưởng mất cái mũ cơ anh em ạ. Quá ngon, set đồ cực kỳ đẹp luôn, 2.0. Mình đã úp max cộng 15, chỉ còn full rồi thôi. Ngày mai mình sẽ đầu tư thêm khoảng 5 hoặc 10 triệu gì đấy để mình úp full luôn anh em ạ. Giải nén ngọc này. Đá hộ mệnh này. Đá tạo hóa này. Hộ mệnh mà vẫn còn anh em ạ. Giải nén ngọc. Đá tinh luyện cao cấp này. Cộng luôn cái dòng kia nó mắc anh em nhé. Cộng luôn cái dòng vàng cho nó mắc này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. Mắc rồi nhá. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời anh em ạ. Mình được một món mắc, hai món mắc. Món này chưa mắc mình sẽ cộng mắc luôn nhá, mắc dòng vàng luôn. 5 này, 6 này, 7 này. Ôi, xịt anh em ạ. Xịt. 4 này, 5 này, à 3 này, xịt luôn anh em ạ. 4, 5. Xịt rồi, thằng đen thế nhở. Sửa cái cho nó lấy cái may nào. 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Quá tuyệt vời anh ạ. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Cái này mấy rồi? 7 này. Cái này 7 mắc hết rồi anh em nhá. 7. Này tăng sát thương chí mạng đi. 18 này, 20 này, 22 này, 24 này, 30. Mắc 30 anh em nhá. Mắc là 30. Quá ngon rồi. Mắc 30. Xem cái này toàn chí mạng không rồi. Ây, còn cả cây vũ khí này nữa anh em ạ. Tí là mình sẽ ép cây vũ khí này luôn nhá. Tí sẽ ép cây vũ khí này luôn. Xem còn đá không nào. Rồi. Ta đến Noria. Đấy, cứ đến đây là nó đi chậm chậm anh em thấy chưa? Thì rất là chậm. Chậm như rùa luôn này. Chứ không phải là lag hay sao anh em ạ. Cứ đến này, đến mắt này là đi chậm như thế đấy. Một viên này, một viên này. Ai cấp hợp 380 cơ. Mình lại nhầm. Đội cái mũ vào và tính sau. Có kiếm này lên anh em nhá. Kiếm rồng cấp 2 này. Tạo tính năng item 380 này. Đấy, giật luôn. Ơi. Sao ta? Cái cây vũ khí kia mình được mà. À. Để mình nghiên cứu lại em nhá. Như phải cộng mười mấy đây. Cây này được anh em này. Cây này tăng sát thương cộng 200 và tỷ lệ tấn công cộng 10 mà. Cây này thì để mình nghiên cứu lại. Có lẽ là phải cộng lên cộng 10, cộng 13 hay 15 mới anh em ạ.
Để mình cộng lên 15 luôn nhá. Cộng lên 15 luôn anh em ạ. 1 này, 2, 12 này, 13 này, 14 này, 15 này, mắc chưa? Đấy, hai cây mắc cộng 15 anh em nhá. Hai cây mắc cộng 15. Không được ta. Cây kia được mà lại cây này lại không được nhỉ? Có tay. Tôi để nghiên cứu lại đi. Giựt nốt cái này để nó lên dòng 380 này. Giựt luôn đi. Lên rồi anh em ạ, tuyệt vời. Quá tuyệt vời. 1 này, 2, 3, 4, 5. Cây vũ khí này thì mình không biết sao để mình cộng lên mắc ốp xem như nào. Để mình cộng lên mắc ốp nha. Mắc 28 ốp anh em ạ. Cộng lên mắc 28 ốp xem như thế nào. 2, 3, 4. Hết đá rồi. Đến Eberland đi. Đấy, sang Eberland này nó lại đi nhanh anh em ạ. Sang bên kia nó lại đi chậm. Giải nến ngọc này. Ngọc sinh mệnh này. Mình sẽ ốp lên 28 ốp xem có được không. 4 này, 8. Thịt. Thịt luôn anh em ạ. 4 này, 8 này, 12 này, 12, 16, 20, 24, 28 đủ luôn anh em ạ. 20, 24, đây 24 đây, 24 và 28 mắc luôn nhá. Mắc luôn rồi. Mắc 28 ốp và hai dòng ngon, hai dòng quá tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ đi ép dòng tím cho cây này. Đấy, cái sang bên này nó lại đi chậm chậm một phát. À được, được anh em ạ. Phải mắc 28 ốp anh em nhá. Mắc 28 ốp mới được. Đấy, tỷ lệ thành công là 70%. Chàng đang đang xin chia buồn anh em ạ. Xin chia buồn. Xịt rồi. Xịt rồi. Tiếp tục nào. Giật. Ôi, lên rồi anh em ạ, lên rồi, quá tuyệt vời. Quá chất anh em ơi. Quá chất. Bây giờ mình sẽ cầm hai cái kiếm rồng anh xem. Tối nay mình sẽ đi ép cái dòng bỏ qua SD. Mình sẽ đi ép cái dòng bỏ qua SD mọi người nhá. Đây, nhét vào đây đi, cầm hai cái kiếm rồng cho nó chuất. Anh em chuốt chưa? Quá chuốt đi luôn đấy. Quá tuyệt vời. Đấy, anh em thấy chuốt chưa? Quá tuyệt vời đây. Mình đã ép xong rồi mọi người nhá. Ép xong 1 món, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món, 7 món. Đấy. Bây giờ chỉ còn ép đồ full nữa thôi. Ép cái kiếm rồng này lên full và cái bộ quần áo này lên full. Đây, cái này full này này. Một cái mũ full này. Một cái quần full này. Chân cũng full. Áo với nó thôi, nói chung là gần full. Ô, cái map này đẹp chưa anh em? Map này nhìn Everland mà đẹp nhỉ. Lần đầu tiên mình lên đây đó anh em nhá. Đây là lần đầu tiên ấy, chơi MU bao nhiêu năm mà. Mà lần đầu tiên mới mò mặt lên cái map này. Để thử sang bên đây xem như thế nào đây. Đây là đi đâu đây? Đây, đi sang Daviat anh em ạ. Sang Daviat. Rồi, khá tuyệt vời rồi. Để xuống ông nào đi BK coi xem có ổn không. Không á lan nhá. Ông này đi AFK toàn đại gia anh em ạ. Đã lắm BK. Toàn đại gia thôi. Chàng. Ok, group của mình đến đây là kết thúc anh em nhá. Anh em thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe.
Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có ý kiến thắc mắc và đóng góp gì thì comment lên phía bên dưới mọi người nhé. Comment lên phía bên dưới để mình làm những clip gì, để mình thay đổi những clip gì và để hoàn thiện vào các clip lần sau anh em nhé. Anh em cứ đóng góp mà ý kiến thoải mái. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.